Cao tốc Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau dài 110 km, gồm 128 cây cầu và một số tuyến nối khoảng 25 km. Tổng vốn đầu tư hơn 27.200 tỷ đồng. Công trình khởi công đầu năm và là tuyến giao thông trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long khi kết nối nhiều tỉnh, thành phố. Toàn tuyến cao tốc này cần hơn 18 triệu mét khối cát đắp nền. Tuy nhiên đến nay, lượng cát đưa về công trình chưa tới 10% tổng nhu cầu. Thiếu cát là khó khăn chung, nhưng không vì thiếu cát mà làm giảm chất lượng công trình. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong buổi khảo sát kiểm tra với các đơn vị thi công cao tốc vào hôm qua. Đối với đặc thù của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có nền đất yếu, độ lún cao, nên quá trình thi công cần đảm bảo đúng cao trình mặt đường theo thiết kế. Hiện đây, một số đoạn cao tốc ở nhiều khu vực trong cả nước vừa khai thác, sử dụng bị ngập cục bộ, có mưa lớn, dẫn tới giảm chất lượng kết cấu mặt đường. Đây là bài học lớn nên tránh đối với các dự án đang triển khai. Cái hệ sinh thái đồng bằng Cửu Long là người ta không gọi lũ mà nước nổi, nước lên nước xuống. Cái quá trình đấy nếu giả sử mình mà làm cho nó ngăn chặn cho nước lên thì cũng chết. Mà ngăn chặn nước lên thì có nghĩa là ngăn chặn nước rút. Cho nên khi tính toán các thoát nước các thứ, nó chắc là một bài toán ở đây nó phải khác hoàn toàn. Mà hiện nay cao độ của mình là cũng đẩy lên cao, là cũng chắc là tính theo cái nước ấy. Nhưng mà tính theo cái nước đấy thì không cẩn thận nó thành con đê, thì nó thành cái ngập úng cục bộ. Chứ không phải là mình làm công trình này là mình làm tạm phải được, công trình là vĩnh cửu. Hạ tầng mà, để mình tính. Trước bối cảnh thiếu cát cục bộ, có phương án đề xuất thí điểm sử dụng cát biển để san lấp cho các tuyến cao tốc. Trước đó, Bộ cũng thi công thử nghiệm cát biển sử dụng đắp nền đường cho đoạn hoàn trả tuyến đường tỉnh 978 thuộc dự án Hậu Giang, Cà Mau. Qua thời gian sử dụng kiểm tra, bộ cát biển đạt chỉ tiêu về mặt cơ lý. Đến nay tiến hành lấy mẫu 3 lần, kết quả tương đồng với các sông. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục quan trắc việc khảo sát thật kỹ các thông số kỹ thuật, môi trường từ đây đến cuối năm để đánh giá kết quả. Phương án sử dụng cát biển là khả thi nhưng phải qua khảo sát đánh giá cụ thể rõ ràng, không nóng vội thực hiện trên 4 tuyến cao tốc hiện tại vì có nguy cơ làm giảm chất lượng công trình và tác động đến môi trường. Quát ngày khơi thì bây giờ nếu mà muốn làm thì báo chí là chắc chắn là các nhà thầu phải điều chỉnh lại giá. Bộ Giao thông chắc phải điều chỉnh tổng mức giá. Bởi quát ngày khơi chắc chắn chi phí vận chuyển nó sẽ lớn hơn. Nhưng mà rồi đến lúc chúng ta phải sử dụng quát ngày khơi. Thế thì tôi cũng đề nghị là phía Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên Môi trường là sớm xem xét để có hợp với chuyên gia Hà Lan đánh giá mấy vấn đề vật lý, cơ lý, đúng không? Rồi sau đấy hóa, rồi môi trường và cuối cùng là đánh giá về kinh tế. Xem nó đặt lên bao nhiêu phần trăm, mấy chục phần trăm để chúng ta có thể tính toán được cho các công trình giao thông. Tháo gỡ khó khăn về nguồn cát san lấp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố áp dụng cơ chế đặc thù để tăng công suất khai thác, cần sớm có phương án phối hợp, điều tiết đảm bảo đủ lượng cát toàn tuyến. Chậm nhất tới hết tháng này, đảm bảo vật liệu cung ứng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.